Thưa quý vị, hiện chưa có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhưng nhiều thí sinh đã phần nào chắc chắn với cơ hội vào đại học của mình. Bởi thời điểm này, nhiều trường đã bắt đầu công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, để tránh trượt oan với những phương thức xét tuyển sớm thì thí sinh cần hết sức thận trọng, theo sát phần hướng dẫn từ các trường để đảm bảo trúng tuyển chính thức và nguyện vọng mình mong muốn. Với gần 6.000 chỉ tiêu, hiện trường Đại học Giao thông Vận tải đã tuyển sinh được hơn 30% từ phương thức xét tuyển sớm. Năm nay, mức điểm chuẩn của 33 ngành dao động từ 23 đến 28 điểm. Trong đó, nhiều ngành trên 27 điểm như quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, kinh tế, kỹ thuật điện tử, viễn thông. Học bạ thì cũng ở mức khoảng độ 20-30% chỉ tiêu. Còn lại thì đa phần là những ngành thì còn lại khoảng hơn 50% chỉ tiêu là xét cái kết quả thi trung học phổ thông. Do vậy mà đối với các em thí sinh thì cũng căn cứ vào cái chỉ tiêu cũng như cái nguyện vọng của mình để cái đăng ký cho nó phù hợp. Còn tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, mức điểm chuẩn với các phương thức xét tuyển sớm năm nay có tăng nhẹ so với năm ngoái ở nhiều ngành, trung bình giảm khoảng 0,5 điểm. Riêng phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ, điểm chuẩn dao động từ 25 đến 29 điểm. Trong đó, ngành công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất với 29,23 điểm. Chất lượng tuyển được ổn định và nâng cao. Điều này thể hiện thông qua cái ý thứ nhất là phổ điểm nói chung hơn từ 25,08 đến 28,93. Cái ý thứ hai là bình quân của điểm chuẩn theo các phương thức ấy, nó bằng hoặc nhỉnh hơn so với năm 2021 một chút. Thời điểm này, nhiều trường đại học đã hoàn thành tuyển sinh với các phương thức xét tuyển sớm. Từ sự gia tăng về hồ sơ và mức độ điểm chuẩn cho thấy, nhu cầu sử dụng các phương thức này của thí sinh ngày càng nhiều. Điểm chuẩn của đợt 2 tăng hơn so với đợt 1 là 2 điểm, thậm chí có ngành là tăng 4 điểm. Và chúng tôi thấy là rất là mừng vì đây phản ánh một cái tỷ lệ đầu vào, cái chất lượng đầu vào nó phấn khởi hơn so với những năm trước. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 10 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ. Vì thế, muộn nhất vào ngày mai 8 tháng 7, các trường đại học phải thông báo kết quả xét tuyển sớm cho thí sinh. Tuy nhiên, kết quả này chỉ là điều kiện cần để trúng tuyển chính thức thì thí sinh cần đặc biệt lưu ý đến những điều kiện khác khi đăng ký để tránh trượt oan hay trúng tuyển vào những nguyện vọng mà mình không mong muốn. Theo đó, sau khi có điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, dù trúng tuyển theo phương thức nào, thí sinh đều phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cũng cần cẩn trọng theo sát các mốc thời gian tuyển sinh từng trường để đảm bảo quyền lợi.